Phương Quế xin kính chào quý khán giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào quý khán giả thân mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông. Cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào, thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, những người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng chia sẻ những buồn vui và những hội đoàn có những tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin quý vị email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Và chương trình ngày hôm nay, Tiếng Hậu Phương rất hân hoan để đón chào cựu đại úy nhảy dù thuộc phòng 3 Bộ Tư lệnh nhảy dù, cựu đại úy Phạm Ngọc Đăng. Xin mời anh. Mũ đỏ đại úy Phạm Ngọc Đăng xin kính chào toàn thể quý chiến hữu, quý khán thính giả của Đài Hồn Việt TV. Và xin thân chào Trang Quỳnh Lan và Phương Quế. Dạ thưa em, xin chào anh Đăng cũng như chào nghĩa sư. Dạ chào. Dạ vâng, rất vui hôm nay là chúng em được đón tiếp anh, một người hùng của binh chủng nhảy dù. Và hôm nay tại sao là anh không mặc cái bộ binh chủng nhảy dù và anh mặc cái bộ áo như thế này, thì anh có thể giải thích cái bộ quân phục của anh ở trên người anh để cho các em trẻ hiểu biết thêm là đây là cái bộ quân phục ý nghĩa của gì ngành nào, của ngành nào. Vâng, cảm ơn Phương Quế đã hỏi. Cái bộ này đó là bộ dạo phố mùa đông của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp khóa 22 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Hôm nay anh chọn cái bộ đồ này và cái nón này là để làm hài lòng cho tất cả hai bên. Anh thường ví rằng là trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là bên ngoại đã nuôi nấng anh, dạy dỗ anh trong 2 năm trời. Rồi anh ra trường thì nhảy dù là bên nội, coi như bên nội đã dạy dỗ anh trên chiến trường và đã cho anh những kinh nghiệm trên chiến trường. Cho nên ngày hôm nay anh mặc bộ đồ này và đội cái nón đỏ như vậy là để làm vừa lòng cho cả hai bên nội ngoại. Ồ, thế là khéo quá, anh khéo quá. Cho nên là nếu mà ở khán thính giả cũng như là các chiến hữu đang xem chương trình này thì chắc là sẽ rất là hài lòng, nhất là các anh mũ đỏ. Vâng. Dạ. Dạ thưa anh Ngọc Đăng, anh có thể cho quý khán thính giả cũng như chương trình Tiếng Hát Hậu Phương biết là anh nhập ngũ năm nào không thưa anh? Vâng, cảm ơn Trang Quỳnh Lan đã hỏi. Anh nhập ngũ vào năm 1965 ngày 20 tháng 12. 65. Khi đang học luật năm thứ hai, thì chỉ vì một cái hình ảnh rất là xúc động của một đoàn quân người Úc. Người ta hàng hàng lớp lớp từ trên tàu khi cập bến Sài Gòn đi xuống để mà tham gia chiến trường Việt Nam. Lúc đó thì như năm 1965 là cái cuộc chiến của Việt Nam là có thể nói rằng là rất là khốc liệt. Và mình là một người con trai thì anh thường nghĩ câu rằng là giặc đến nhà đàn bà còn phải đánh, tại sao mình lại phải cậy trông những người mà ở tuổi phương xa, người ta dám bỏ hy sinh cả quê nhà mà đã đến gìn giữ quê hương cho mình, tại sao mình không đi ra. Cho nên vì vậy mà anh đã lén nhà, lén bố lén mẹ đi tự động nộp đơn thi vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và sau khi được biết là mình đậu thì khi anh báo tin cho gia đình biết thì cả bố lẫn mẹ khóc quá trời. Tự nhiên xếp bút nghiêng theo việc đau cung, không có ý kiến gì của gia đình, tự nhiên là về giả từ thành phố ha. Vâng. Dạ. Làm trai thời chiến vậy là cái lý tưởng của anh cũng quá đẹp rồi. Vâng thưa chị Thanh Lan, rằng là
khi mà còn học ở trung học thì con người lý tưởng của anh, cái mẫu người lý tưởng của anh là Nguyễn Công Trứ, một người rất là văn võ toàn tài. Thành ra cái hình ảnh của Nguyễn Công Trứ lúc nào cũng ôm ấp trong lòng anh. Và từ nhỏ không biết là sao anh cũng đã thích việc đao cung, thường là làm kiếm, làm cung rất là đẹp, và nghe là đánh nhau với lại bên phố ngoài, hai bên hai ngõ đánh nhau. Đó là cái duyên đó anh. Đó, thành ra rồi không ngờ sau này mình lại đi vào con đường binh nghiệp, chọn nghề binh là nghề chính. Dạ, chắc hồi nhỏ anh Đăng cũng thích cái truyện mà giống như em lớn lên em cũng được đọc là Cờ Lao Tập Trận. Cờ Lao Tập Trận là Đinh Bộ Lĩnh phải không anh? Vâng, Cờ Lao Tập Trận là Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng mà trải qua một cái thời gian mà anh đi lính như vậy đó, là bao nhiêu năm anh ở trong quân ngũ thì là mất nước? Đến 75 là bao nhiêu năm ở trong quân ngũ? Tôi tổng cộng 2 năm quân trường và 8 năm rong ruổi trên mọi chiến trường, khắp chiến trường trên trong nước. Từ miền Nam ra đến miền Trung. Và anh đã trải qua tất cả các mặt trận lớn, nhỏ. Là tham gia hai cái cuộc chiến mà có thể nói rằng là lớn nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là hai hành quân vượt biên sang Campuchia, Đại Bàng, thế và cuộc hành quân ở Hà Lào năm 1971 thì anh đều có mặt tham gia hết. Tổng cộng tất cả 2 năm quân trường và 8 năm chinh chiến thì tổng cộng là 10 năm. Dạ thưa, lúc đó anh huấn luyện ở trên quân trường nào thưa anh? Anh gia nhập trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thì ở trên Đà Lạt. Võ Bị Đà Lạt. Vâng, Võ Bị Đà Lạt. Thường người ta gọi là Võ Bị Đà Lạt. Thì trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam hay là trường Võ Bị Đà Lạt là một quân trường lớn nhất Đông Nam Á lúc đó. Và sau khi anh ra trường, rồi sau khi anh hết học quân trường thì anh đóng quân ở đâu là nhiều nhất thưa anh? Khi anh ra trường năm 1965 tháng 12, cũng vào ngày 20 tháng 12 năm 1967, anh ra trường thì anh gia nhập binh chủng nhảy dù liền. Lúc đó tiểu đoàn mấy thưa anh? Lúc đó thì anh về tiểu đoàn 11. Ra trường anh về tiểu đoàn 11, gia nhập binh chủng nhảy dù thì anh về tiểu đoàn Tân Lập 13, tiểu đoàn 11. Thì đụng ngay cái trận mà có thể nói rằng là trận thử lửa của anh đầu tiên, người ta thường gọi là Batem de Feu đó. Là cái trận mà là Tết Mậu Thân. Xít lên bàn thờ ngồi ngay từ năm đó. 68, anh có thể kể cái kỷ niệm Tết Mậu Thân mà anh xít lên bàn thờ cho quý vị khán thính giả nghe. Vâng. Cái trận đó thì nó khốc liệt lắm, và nó xảy ra lúc đó là cái mặt trận ở An Phú Đông. Thì An Phú Đông có thường rạch nhiều lắm. Rồi cái đơn vị anh buổi sáng đụng với một cái sonnet của nó, tức là một cái tiền đồn. Nó chỉ có mấy thằng thì không biết, không ngờ rằng là nó đụng với nó thì nó bỏ, nó chạy thì nó cứ thế mà nó rút vào. Thì cái đơn vị của nó là gồm cả một cái tiểu đoàn trừ chứ không phải là vừa. Thì bên này đó thì cũng đi cũng nửa tiểu đoàn, tức là 2 đại đội. Lúc đó anh đại đội 111 và cái đại đội 113 đi với nhau, 2 cái đại đội thường thường đi với nhau. Thì anh cũng tiếp tục tiến quân thì khi mà cái tổ sonnet của nó bị động thì nó chạy vào một cái vườn mía. Nó chạy vào một cái vườn mía thì em biết rằng là một mía nó cao lắm mà nó chi chít không nhìn thấy gì hết cả, nhưng nó núp ở trong đó. Thế thì cái một anh trung đội trưởng mà cũng là bạn đồng khóa với anh, cũng về tiểu đoàn 11 với anh, nắm ở trung đội thì đi vào cái không ngờ rằng là bị nó bắn một phát vào đầu chết ngay. Thế thì anh mới nắm luôn cả cái trung đội của anh ấy. Thế là anh dàn hàng ngang tiếp tục tiến lên thì không ngờ khựng lại một cái rạch quá rộng, không thể nào xung phong để mà tiến chiếm mục tiêu được. Thì khựng lại đó thì nó có một khoảng trống thì lúc đó là anh dùng phi tuần đánh, mà đến nỗi phi tuần đánh gần quá một miếng bom nó bắn cả vào đùi anh. Còn nóng hổi. Anh cầm lên thấy nóng quá vứt đi. Thì lúc đó là nó ở bên kia cái rạch, bên này mình cái rạch đừng khựng lại. Thì nó bắn. Khi mà có một anh gọi là escort cho anh đó,
đi hộ vệ cho anh đó, thì anh lính đó là anh bị bắn ngay, chết ngay nằm giữa cái khoảng trống. Vì lúc đó là anh đã bị thương rồi, anh ấy tên Liên mà anh ấy xuống em bảo lúc đó anh còn thiếu ý, mà thiếu ý, em nhìn thấy hai thằng viện cộng, hai thằng này, trong hầm này, em sẽ lấy hai khẩu AK này cho thiếu ý, nó muốn lập công với anh, bảo thôi mày bị thương mày đi xuống đi. Ê, anh không ngờ rằng nó lẻn anh, nó đi vừa mới băng bó cho nó xong, cái nó lẻn anh lúc nào nó đi lúc nào không biết, cái thấy nó chết ngay bên cạnh, bắn nó phát nằm ngay giữa thấy khoảng trống. Anh lúc đó không còn nghĩ gì đến thân mình nữa, thương quá chạy ra tính kéo nó, tại vì truyền thống của người dù là chết không bao giờ bỏ xác. Chạy ra anh kéo nó thì bị nó xịt một quả B40 bắn một phát, nghe anh thấy nửa châu thân của anh coi như là có thể nói rằng là tê dại hết. Thế rồi cái rạch trước mặt anh bay xuống cái rạch, bay cao lên, tại vì trong trường anh cũng chơi thể thao, anh cũng làm thủ môn, anh bay như là bắt banh, như dạng bắt banh, bay xuống cái rạch, anh cái dầm cái thì các con cái nhìn thấy nó bảo đích thân chết rồi. Đó cái tiếng mà nó thường nói là thân thương với lại đơn vị trưởng lúc đó, và đích thân chết. Thế là rút thì anh ở còn một mình ở cái rạch đó, thì nước nó ngập đến đằng lưng, súng á thì nó mất lúc nào không biết. Sau này mới biết rằng là nó bắn anh là nó bắn ngay chóc cái súng, cái lúc đó mình mới ra trường còn trung đội trưởng, cái súng XM16 còn dài thòng, nó bắn gãy đôi cái súng mà anh biết. Anh chỉ thấy là nửa châu thân của anh, nửa vai bên phải này anh đau tê dại hết là người, là bị thương hết nguyên bên phải. Anh không bị thương, không bị thương, mà đó là một cái phép lạ. Anh ra trường về anh phải đi tạ ơn anh... gãy cái súng. Mà đến lúc về sau rồi anh đi ra, anh tăng cường quân số, anh lên anh lấy 4 người đi không và 4 người có súng, anh đốc lên để lấy cái xác bằng được cho nên cái thằng lính của anh. Thì anh mang cái súng, thằng chết thì cây súng còn nguyên, mà cây súng bên cạnh nó là cây súng của anh gãy đôi. Đến lúc mang xác được nó ra bên cạnh tiểu đoàn phó, ông bảo cái súng của thằng Liên, tức là thằng chết, bảo không, cây súng của tôi và cái súng của mày sao gãy mà sao mày không sao. Thế đây là đúng là một phép lạ. Đây là một phép lạ. Trong những cái lúc đi hành quân thì em cũng có nghe một số các anh kể, nhiều khi là cũng đi những cái trận chiến khốc liệt, tham dự rất là nhiều, nhưng mà các anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Vâng. Và không hề gì, cũng như trường hợp của anh á. Thấy như vậy là thấy cũng như là tưởng là chết rồi, anh thấy không? Đó là một phép lạ đã che chở cho anh. Cái chuyện này cũng giống như mình coi một cái phim, một thước phim trước mắt mà về chiến tranh vậy thưa anh. Anh lúc đó thì anh về tạ ơn đức mẹ liền đi mà đây đó phép lạ. Tạ ơn trên che chở đó thưa anh. Thì anh lúc đó anh, khi mà sau khi mà anh trở về đơn vị thì anh nghĩ như thế nào về cái trận vừa qua mà các đồng đội của anh đã hy sinh như vậy? Thì sau một cuộc chiến thì bao giờ cũng có sự tổn thất, sự mất mát. Thì, nhưng mà anh ấy thì anh ấy làm rất là làm sung sướng và tự hào là những cái trận chiến mà anh tham dự mà anh ấy, của đơn vị anh ấy, thì đều thắng không thua. Tức là bị thương thì ít mà thắng thì nhiều. Về sau ngày hôm sau bị khựng lại đánh đến chiều tối không vào được. Nhưng mà ngày hôm sau tăng cường thêm hơn một nửa tiểu đoàn đi vào một cái thì lấy được rất nhiều súng, nó bị thương la liệt, nó băng bó rồi nó bỏ nó chạy. Thì những cái hầm cố hồ hố của nó rất là kiên cố. Vậy là mình cũng được đền bù anh ha. Dạ vâng. Dạ mình mất mát nhưng mình cũng có được một cái sự đền bù. Chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Xin phép anh có một số quý vị khán thính giả đã gọi điện thoại vào anh. Chia sẻ, chị Hồng ở Utah, chị muốn yêu cầu hai ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế hát bài Vườn Tao Ngộ để tặng mẹ chị. Chị Hồng ở Utah. Em chào chị Hồng, dạ xin chào bác. Cảm ơn chị Hồng và bác lúc nào cũng gọi vào để yêu cầu chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Rất cảm ơn là nhiều chị Hồng ơi. Hôm nay thì em giới thiệu anh Ngọc Đăng, để tí xíu nữa anh Ngọc Đăng mà hát rồi á thì còn dư giờ thì Quế sẽ hát bài Vườn Tao Ngộ. Dạ vâng, tại vì em hát một đoạn cũng được. Dạ. Cái bài Vườn Tao Ngộ thì lúc trước là Phương Quế có hát rồi thưa chị. Quý vị hãy gọi vào tiếp 7149337877 đi cùng nhau chia sẻ với anh Ngọc Đăng. Bây giờ nãy giờ mình kể chuyện chiến trường mà mình hỏi anh căng chút xíu. Bây giờ không, mình hỏi tiếp cái này nè. Nguyên do nào mà anh trở thành MC và trở thành ca sĩ? Bây giờ nói cái đoạn đó, cái đoạn lính. Giới thiệu trước chứ, giới thiệu anh Ngọc Đăng ngoài là một đó đó. Chiến sĩ thì còn là một MC không, và còn một ca sĩ. Mình muốn giữ bí mật cho đến giờ này mình mới
giới thiệu mình mới bật mí ra. Thì bây giờ anh có thể cho biết là nguyên do nào mà anh trở thành ca sĩ và MC? Dạ, mời anh. Cảm ơn mọi người đã gọi câu hỏi đó rất là hay. Thế như thế này, tháng 11 năm 1990 tôi là anh đến Mỹ. Thì sau một năm thì anh được gặp lại trong tù những người bạn thân thương của anh, cũng có máu nhạc, cũng là nghệ sĩ và cũng là nhạc sĩ. Thì anh gặp một cái anh đó là anh ấy có các con rất là giỏi. Anh có hai người con trai thì đều là nhạc sĩ, cũng chơi cây bo như nghĩa này. Thế rồi một người vợ của đó là nhạc sĩ Hòa Lương này, mới lại người em tên Thoại cũng chơi guitar bass. Thì thành lập cái ban nhạc đó thì anh ông bố là ông biết anh thì từ trong trại là có ca hát thì mới giới thiệu với ban vào, để mục đích trước là để hát thôi, đi hát hát đám cưới, có ban nhạc đi hát đám cưới. Thế rồi không ngờ là bảo anh có làm được MC không thì làm giúp em, thì bảo để anh xem, anh cố gắng. Thế là mình về phải là nghiên cứu. Thế trong lĩnh vực MC thì phải đòi hỏi, phải làm phòng ba biết này, cũng phải về soạn trước. Sau đó thì từ đó năm 90 là anh làm, 91 là anh làm cho đến bây giờ. Không, nhưng mà không em muốn hỏi là cái nguyên do là anh trở thành ca sĩ, từ hồi nhỏ anh có thích hát không? Anh học hát không? Đó là cái lý do để làm MC nhé, mời vào cũng là để hát. Còn hát ấy, thì anh hát từ nhỏ. Thì đó, anh muốn biết là tại vì em thấy anh hát rất là vững vàng, nhịp nhàng. Mà cái giọng anh á, mặc dù là bây giờ mình đã hơi có tuổi rồi, nhưng mà cái giọng anh vẫn còn tốt lắm, mà vững vàng lắm. Thì là anh có thể nói là hồi nhỏ anh đi học nhạc ở đâu không thưa anh? Hồi nhỏ khoảng là 6-7 tuổi đó, thì anh có một ông anh rể, ông ấy là nhạc sĩ của ban Sóng Vàng ngày xưa. Ông ấy là nhạc sĩ Hạ Uy Cầm, Hà Viên. Thì ông đến ông tán bà chị của anh. Anh tán bà chị thứ của anh ấy thì là nhà có cái guitar. Thế là ông chỉ cho anh đánh guitar. Thế rồi mình thì cũng có giọng, trời cho. Thành ra anh tập, anh đó là anh Dương, vừa tập đệm và mình hát luôn. Thì từ đó là mình đã có cái thích hát từ nhỏ rồi. Bây giờ em và Phú Hùng Quế cũng như là chương trình Tiếng Hát Hậu Phương muốn mời anh hát một bài nào mà anh thích nhất về cái binh chủng của anh đó. Thì anh có thể đứng lên hát để tặng quý khán thính giả đang xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của chúng ta không thưa anh? Dạ vâng, được. Vâng, bây giờ anh sẽ xin hát bài Anh Không Chết Đâu Em của Trần Tiến Thành. Binh chủng nhảy dù. Vâng, cái bài này là để vinh danh một người đại úy tên Đương đã tử tuất, chứ không phải là tử tuất, trên đồi 31 của năm 1971 ở Hà Lào. Sau khi cái ngọn đồi của anh bị overrun, tức là Việt Cộng chiếm đóng, thì anh không có chịu đầu hàng. Anh đã dùng súng côn bên mình và anh đã kê vào đầu bắn để kết thúc đời của anh. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị khán thính giả của Đài Hồn Việt, cũng như là mời Trương Phương Quế và Trang Lan thưởng thức nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Em. Anh không chết đâu anh, người anh hùng tên Đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bông rủ sang trên đồi màu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, và tiếng súng ngày nhàng chiều hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ đêm qua. Anh vẫn sống thanh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. Trong tim cô sinh viên nay buồn thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh riêng, anh riêng anh. Ôi, đâu
trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. Ôi tiếng súng sao cùng đó anh nào nghe tầm đàn đi đâu em. Anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con. Sao cứ khóc đêm đêm bên mở đến vàng hát hiu niềm như trên khăn tang cô phụ còn lòng lánh dấu ai ân. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Ôi nước mắt trên đồi xanh, ngất bên cỏ tranh đầu cánh ruộng gió đầy cánh phù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. Ôi tiếng súng sao cùng đó anh nào nghe tầm đàn đi đâu em. Chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con. Sao cứ khóc đêm đêm bên mở nến vàng hát hiu niềm như trên khăn tang cô phụ còn lòng lanh dấu ai ân. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Không, anh không chết đâu em, chưa, anh chưa chết đâu. Đánh giặc cũng hay nè. Cái bài này anh Nhật Trường viết á, nhạc sĩ Trần Thiên Thanh viết, em nghĩ là cũng là bất tử, bất hủ luôn. Tại vì mỗi lần nghe là mình thấy một cái người anh hùng mà lẻ loi ở trên một trận chiến mà kê súng cái đầu mình bắn mà không nghe tầm đạn đi. Đúng rồi. Nó gây nhiều xúc động lắm anh. Mỗi lần tôi hát bài này tôi cũng rất là xúc động và nghĩ đến người bạn của mình. Và anh Trần Thiên Thanh thì anh rất là thân thương với lại Mũ Đỏ. Anh có người em là cô Thanh Thủy thì lại là người yêu của một anh sinh viên khóa 20. Do đó mà anh có một cảm tình đặc biệt với lại trường Bố Bị. Hình như anh hát sáng tác nhiều bài dành cho Bố Bị nữa. Và mình cũng dành một giây phút nào đó mình tưởng niệm anh Nguyễn Văn Đương. Vâng. Đã bỏ mình trong trận chiến gì anh? Dạ, trận chiến Hạ Lào. Hạ Lào đúng rồi. Vâng. Dạ, Hạ Lào. 71. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, thưa anh Ngọc Đăng. Anh Hiệp Trương ở San Jose tuần nào cũng gọi vào, anh gửi lời chào đến đại úy Phạm Ngọc Đăng cùng hai cô ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Anh nhắn gửi hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế mặc áo dài hôm nay rất là đẹp, cảm ơn anh. Áo mới nhờ bán dĩa. Anh Đăng hát rất là hay và hai cô hát cũng hay lắm, đã lỗ tai lắm. Chúc năm mới vạn sự như ý đến hai cô và nhân viên Đài Hồng Việt. Cảm ơn anh Trương Hiệp rất là nhiều. Anh Trương Hiệp đã nghe dĩa hai đứa em rồi, phải không? Dạ, anh Hiệp là người đầu tiên ủng hộ cho chúng em. Dạ, dạ, anh Hiệp là rất là khán giả, rất là trung thành với tiếng hậu phương, thưa anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh thật nhiều. Sau đây là lời chia sẻ của anh Phi gọi từ IO qua. Anh Phi, dạ. Anh có biết anh Phi không anh? Vâng, anh cùng khóa với này Đăng đó. Ồ, vậy à? Vâng. Tức là anh cùng khóa với anh ở Iowa là anh Phi à? Vâng, Hà Huy Phi đó. Dạ, vậy đó. Thì anh chào anh Phi một tiếng đi anh. Vâng, Phi. Vâng, hi, Hà Huy Phi. Hi, Hà Huy Phi. Đây, anh chào đây là anh Phi. Cảm ơn Hà Huy Phi đã theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của Phương Quế, Trang Lan và hôm nay có được đáp lời mời có sự hiện diện của Ngọc Đăng. Cảm ơn Phi nhiều lắm. Dạ, anh xin yêu cầu ca sĩ Phương Quế hát bài Phố Đêm để tặng cho anh và các bạn trong khóa 22 của anh Ngọc Đăng, để nhớ lại những năm còn trẻ đã từng nghe giọng hát của Phương Hồng Quế qua bài Phố Đêm. Dạ, thưa em xin phép em tặng anh Phi và các bạn trong khóa 22 của anh Đăng. Tức là em chỉ hát một vài câu vì chương trình của chúng ta rất là
Dài, dạ, tông rê. Âm thanh. Tay mặt anh phê. Là chia sẻ của anh Cảnh gọi từ Virginia. Anh thuộc về chi hội nhảy dù của Washington DC. Anh Cảnh anh có quen không? Chắc bạn của anh luôn. Vâng, cảm ơn. Trước hết anh gửi lời chào đến hai cô em gái và tất cả mọi người. Chào anh Cảnh. Chào. Chúc Đại Hồng Việt một năm mới ngày càng thành công và tốt đẹp vào năm 2011. Vào năm 2011 anh có gặp liên trưởng Phạm Ngọc Đăng ở Nam Cali do Hùng Trâu tổ chức, đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Ở trên, phải không anh? 2011 là khóa đàn em của... Dạ. Niên trưởng, nếu mà đã dùng niên trưởng, ta các em đánh máy lộn, không phải liên đâu. Niên trưởng, tức là đàn anh của mình đó. Niên anh trưởng. Hy vọng gặp lại anh Đăng vào tháng 7 này ở Washington DC. Vì anh và các bạn tổ chức Đại hội Nhảy Dù lần thứ 35 vào tháng 7 này. Anh có gửi lời khen đến anh Cảnh. Anh Cảnh lúc nào nhìn hai em, anh Cảnh lúc nào cũng trẻ đẹp. Là sao các chị? Chắc là anh Đăng quá, anh Đăng lúc nào cũng thấy trẻ đẹp không khác gì trước năm 75. Xin cho biết. Tức là anh Cảnh nè. Hôm nay các em nó đánh máy như thế nào mình không rõ, nhưng mà đại khái chắc Phương Quế hiểu là anh Cảnh gửi lời chia sẻ vào là hai em là Phương Quế và Trang Thanh Lan, hai cô em gái Hậu Phương này lúc nào cũng xinh đẹp, còn trẻ như là nhìn như là trước năm 75. Anh Đăng vẫn trẻ đẹp cho biết. Không, anh Đăng cũng vẫn còn trẻ. Anh Đăng là đẹp lão. Em đùa chút nha anh Đăng. Anh Đăng còn oai hùng lắm. Cảm ơn anh Cảnh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, xin phép cho chương trình tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát Hậu Phương. Công ty Stem Cell Tế Bào Gốc vẫn giữ màn ảnh của Đài Hồng Việt TV. Chương trình Tiếng Hậu Phương xin phép được trở lại. Tiếng Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm, đặc biệt làm tại Italy. Và đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage đời mới Dreamway hiệu Inada được sản xuất tại Nhật. Thời gian qua, quý vị đồng hương sử dụng rất nhiều và yêu thích. Quý vị nào có nhu cầu mua sắm, xin vào trang nhà teletronusa.com. Hoặc quý vị có thể điện thoại 1877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thanley, một nơi đáng tin cậy. Bởi vì Thanley Yến chỉ chọn những mặt hàng tươi, tốt, tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt, đến hàng Thanley. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanleyyến.com. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương đang trò chuyện, tâm sự với chiến sĩ nhảy dù mũ đỏ Đại úy Phạm Ngọc Đăng. Và xin phép được, trước khi được trở lại với anh Đăng, thì cho phép chúng tôi giới thiệu
dê đủ màu. Một con dê đủ màu. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi quý vị là đã đến Tết Nguyên Đán, tức là Xuân Ất Mùi. Dạ đây nè anh nhìn. À, và cái tuần báo Việt Stream đã được ra đời khoảng 2 tuần nay và rất nhiều quý vị khán giả khắp nơi đã gọi vào mua để ủng hộ. Cái bìa màu rất là đẹp. Trang Thanh Lan và Phương Quế bước vào đài là nghe điện thoại liên tục thưa quý vị, là dạ. Order cái Việt Stream này đó thưa quý vị. Trang Thanh Lan thấy những bài vở trong này á, hôm qua là ngày thứ hai là nằm nhà rảnh á, thành ra coi hết nguyên một cái cuốn Việt Stream luôn. Thì trong này Trang Thanh Lan thích nhất là cái bài viết của nhà văn Đỗ Phương Khanh. Bà viết cái tựa gì không biết, nhưng mà Trang Thanh Lan thấy cái đề là khi lòng đang phơi phới mừng xuân mới. Bà viết năm 1968, năm Mậu Thân. Dạ. Với bài viết cho mình thấy mình sống lại với cái năm Mậu Thân, khói lửa, binh đao mà cái bằng tan tóc, biến cố, phải nói là biến cố Tết Mậu Thân. Mình đọc, mình thấy từ kỷ niệm nó hiện về trước mắt mình. Vâng, rất là nhiều bài hát có giá trị. Và bên cạnh đó là những cái tử vi. Quý vị chúng ta không phải là đàn bà thích tử vi đâu quý vị, mà nhiều khi quý ông cũng thích tử vi nữa. Nghĩa sự có thích tử vi, trong đây cũng có Trang Tử Vi, rồi có Táo Quân, có những nhà văn rất là nổi tiếng. Và đặt chắc chắn là phải có nhà văn Nhật Tiến, rồi nhà văn Bùi Bảo Trúc của chúng ta nữa. Có anh Bùi Bảo Trúc có viết không? Anh Bùi Bảo Trúc, tất cả ở trong này là rất là nhiều nhà văn nổi tiếng ở trong đây. Và khi mà quý vị đọc mấy cái tiểu thuyết hay lắm, tiểu thuyết hay lắm, của bố Nhật Tiến cũng hay. Và tờ báo này quý vị rất là giá trị, mà chỉ có 10 đồng thôi. Quý vị nào mà ở xa thì tiền cước phí luôn là 16 đồng thưa quý vị. Và bên cạnh đó quý vị còn có một cái thiệp chúc xuân. Tết, thiệp xuân để quý vị có thể gửi đi cho bạn bè, một tờ báo và một cái thiệp chúc Tết kèm theo. Thì cái mùa xuân Ất Mùi sắp tới nó rất là ý nghĩa, món quà tặng rất là ý nghĩa mà rất là trang nào cũng thấy đẹp hết, trang nào cũng thấy những hình ảnh hoa đẹp, phong hoa mà cái này hay cái là mấy người độc thân á, mấy người nào còn độc thân á nên mua đi, tại sư phụ chỉ cách có vợ năm nay. Độc thân đàn ông hả? Đừng độc thân đàn bà để chỉ. Tại đài có bán. Dạ, sư phụ đang đứng. Tại đài có bán thưa anh. Sư phụ nhiều màu. Anh Ngọc Đăng thấy hấp dẫn quá, có mấy chút nữa sẽ mua một cuốn để ủng hộ cho đài Hồn Việt. Trình bày đẹp mà. Dạ vâng, quý vị có thể điện thoại vào số 714-933-7888 để order. Dê đủ màu. Con dê đủ màu này thưa quý vị. Sư phụ đúng rồi. Sư phụ có nghĩa phải không? Nãy giờ nhắc hoài. Sư phụ con. Dạ. Thôi mà tôi hớn hở khi cầm tờ báo, nghĩa hớn hở luôn biết sao. Tại vì sư phụ của em mà. Em vui lắm. Dạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và nếu mà quý vị đã mua cái Việt Stream này rồi thì quý vị nhớ ủng hộ cho hai em gái Hậu Phương, Phương Quế và Trang Thanh Lan cũng mang thư xuân nữa là bởi vì mùa xuân về tới rồi. Sau khi đọc báo rồi thì là chúng ta nghe nhạc. Những bản nhạc xuân. Để chúng ta nhớ những bài nhạc xuân ngày xưa, tất cả những bài nhạc ngày xưa xuân mà có lòng lính, và những bài xuân của mùa xuân tha hương, mùa xuân chúng ta xa quê nhà. Thì mong rằng quý vị ủng hộ báo Việt Stream, và quý vị kèm theo là hai CD. Thứ nhất là CD thư xuân cho cái mùa xuân này, và bên cạnh đó là CD tiếng hát Hậu Phương 1, tức là gồm 10 bài hát nhạc lính không thưa quý vị, mà những bài hát đi vào lòng người suốt bao nhiêu thập niên qua. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin phép được trở lại với chương trình. Em xin phép anh đăng cho em đọc những lời chia sẻ. Vâng. Anh Dũng ở Alabama xin yêu cầu hai cô ca sĩ hát những đốm mắt Hỏa Châu để tặng cho bạn gái là Cindy. Mình có thể mình hát một câu, một đoạn để tặng anh. Tông My á. Có những đêm dài Châu rơi. Anh đã
anh có khi nào tâm sự cùng hỏa châu rơi không anh Đăng? Cũng có chứ. Dạ. Anh nghe bài hát này anh có nhớ những ngày tháng mà anh đi hành quân không? Có, những cái đêm mà nghe là nhìn những cái hỏa châu rót lên để mà nghe là phòng thủ đó. Dạ. Cảm ơn anh Đăng có lời chia sẻ nữa anh Đăng ơi. Cô Hùng gọi từ Virginia, cô rất thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng như những chương trình giáo dục và thời sự của Đài Hồng Việt TV. Cô xin yêu cầu ca sĩ Trang Thanh Lan hát bài Hai Phương Trời Cách Biệt. Lời bài hát đầu bằng góp hết lại những câu thề. Và xin hỏi trong dĩa CD của hai cô có bài này hay không? Cô rất thích bài này. Dạ, Trang Thanh Lan có thể hát một câu để tặng cô Hùng. Cái này không có trong cái CD của Trang Thanh Lan nhưng mà có trong cái dĩa khác thưa cô. Không biết cái đồng gì. Hát chạy. Hát chạy. Ánh nắng chiều tháng hai. Ánh nắng chiều đã phai rồi. Hoàng hôn thấy thương nhớ xa xôi. Nhớ mãi như muôn đời. Một chiều em khóc trong hôn tôi. Gom hết lại những câu thề. Trả lại cho nhau lúc chia. Tango quyến rũ anh hả? Này vậy tango quyến rũ quá. Sau đây là lời chia sẻ của chị Khanh gọi từ Atlanta, Georgia. Chị xin yêu cầu đại úy Phạm Ngọc Đăng hát bài Người Yêu Của Lính. Anh có thuộc không anh? Dạ thuộc. Dạ. Dạ vâng. Và em đọc tiếp rồi chút xíu nữa anh hát. Và em đã gặp hai chị ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế ở nhà hàng Happy Valley ở Atlanta. Và em xin yêu cầu hai ca sĩ hát một bài về Tết để tặng cho em và gia đình em. Bài Tết thì nhiều lắm. Chắc mình tuần sau là mình hát chương trình Tết rồi. Tuần sau mình có chương trình Tết, nhạc xuân bắt đầu tuần này từ tuần sau cho Trang Thanh Lan và Phương Quế trả nợ em ơi. Tuần rồi có hứa với một khán giả là hát Sài Gòn đẹp lắm. Tuần này không hát nữa sợ bị giận thật ra. Bây giờ hẹn chương trình tuần sau là hát nhạc hẹn Tết không? Chị Khanh đi. Chị Khanh. Chị Khanh yêu cầu Virginia và Atlanta. Bây giờ Atlanta, thì Atlanta. Anh có thể tại vì hôm nay cái người ca sĩ chánh hôm nay là người guest mời chánh là anh Phạm Ngọc Đăng thì ưu tiên cho anh Phạm Ngọc Đăng. Anh Ngọc Đăng có thể hát cái bài Người Yêu Của Lính được không anh? Dạ vâng. Dạ thì mời anh để tặng cho chị Khanh ở Virginia. Vâng, để đáp lời yêu cầu của chị Khanh, Ngọc Đăng xin tặng chị nhạc phẩm Người Yêu Của Lính của Trần Thiện Thanh. Dạ, anh hát một lần cũng được thưa anh. Vâng, nghe một lần đi. Nếu em không là người yêu của Linh, em sẽ nhớ ai? Chủ nhật trời xinh, em sẽ nhớ ai? Đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng? Nếu em không là người yêu của Linh, ai thương nhớ em chiều rừng hành quân? Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy ánh sao gần không dịu bằng hồ mắt giai nhân? Ơi người em gái xa lắm ơi, ơi người em gái xa xôi, ước mơ chưa thành đôi. Biết em không buồn vì người yêu em là lính chiến, cớ sao lòng anh vẫn nhiều lo âu? Giờ má em phải mầu
ai đem cánh hoa rừng về tặng em, ai băng gió sương cho em đợi chờ, và những lúc anh về ai kể chuyện đời lính em nghe. Wow, hay quá, hay quá. Anh đang hát bài này chắc anh đang cũng nhớ một thời có những người yêu của anh. Yeah. Đang đi lính cũng vì cái bài này. Dạ, sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Phú. Chúc anh nói về cái bài này. Nguyễn Văn Phú gọi từ Bắc Cali. Anh có ông anh cũng là đại úy nhảy dù tên Nguyễn Hữu Thần, cùng khóa 22 với đại úy Đăng. Trước là đại úy đại đội trưởng 52, tiểu đoàn 5 nhảy dù. Anh xin nhắn hỏi đại úy Đăng có nhớ đến anh Thần hay không? Có, nhớ, nhớ. Thành người chung cũng là người bạn cùng khóa của anh. Dạ, yeah, wow. Yeah. Thấy không, anh lên chương trình này anh sẽ liên lạc được rất là nhiều đồng đội của anh đó, thưa anh. Dạ, vâng. Anh Tâm gọi từ thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Anh muốn gửi lời chào đến hai cô ca sĩ và đại úy Đăng cũng như là Nghĩa Sữa. Dạ, chào anh. Chào anh. Hai cô lúc nào cũng mặc đồ đẹp. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Và chúc mọi người một năm mới thành công. Anh xin yêu cầu thỉnh thoảng, nếu được, mong hai cô mặc quân phục của lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh muốn hỏi đại úy Đăng là khi hành quân ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại úy đã từng bao giờ bị thương và được bác sĩ Trần Quý Nhiếp chữa trị hay không? Và anh xin yêu cầu hai cô và đại úy hát bài về lính để tặng cho anh Tâm và gia đình cùng tất cả mọi người đang xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương trên Hồng Việt TV. Dạ, cảm ơn. Có, Ngọc Đăng có bị thương. Đại úy Nhiếp. Đại úy Nhiếp, vâng. Bị thương rất nhiều lần, và cũng hên là bị thương nhẹ thôi. Nhưng mà cũng được bác sĩ Nhiếp điều trị. Yeah, bác sĩ Nhiếp là ở trong đơn vị nào thưa anh? Trong đơn vị nhảy dù. Nhảy dù luôn. Yeah, vâng. Tức là mỗi một cái đơn vị mà đều có... Có quân y, có quân y và cũng có bác sĩ. Dạ, có riêng hết. Dạ, em biết. Của đơn vị. Thì quân lục chiến thì có đơn vị có bác sĩ như bác sĩ Trung Trình. Vậy. Dạ, đúng rồi. Anh Chỉnh là thiếu quân lục chiến, đúng rồi. Dạ, thưa, sau 75 đó, anh có bị đi tù cộng sản không thưa anh? Dạ, thưa có chứ. Bao nhiêu năm? Sau khi mà Sài Gòn thất thủ, Việt Cộng nó tóm hết tất cả mấy cái sĩ quan của người Nam đưa ra ngoài Bắc hết. Yeah. Chúng tôi nó bị đi 8 năm rưỡi tất cả. Yeah. Đi ra tận Hoàng Liên Sơn. Oh. Rồi sau đó đi Yên Bái. Yeah. Rồi về đến Thanh Hóa. Và ba nơi. Thì lúc đó thì mới được đưa trả về Nam. Từ Thanh Hóa. Trả về Nam. Rồi anh đi bằng diện... Đi HO. Đi sang Mỹ thì đi theo diện HO. Vì như là Quế em biết rằng chắc là mười mấy anh ha. Anh hai, đi HO4. HO4. Vâng. Năm đó là năm nào thế anh? 90, năm nào? Năm 90. Dạ. Vâng. 90 là HO4 năm vậy đó ha. Dạ. Nó chương trình HO là một cái chương trình mà dành cho tất cả những người sĩ quan nào hoặc là người nào bị đi tù cộng sản từ 3 năm trở lên. Dạ. Người ta tính cái mốc là 3 năm trở lên thì đều có thể được, nếu mà người đó có thân nhân bảo lãnh ở nước ngoài. Yeah. Thành ra nếu mà đi người thân mình ở nước nào thì bảo lãnh đi nước đó. Và nếu mà trong cái thời gian mà anh đi lính như vậy thì có lúc nào mà anh lập gia đình khi nào? Tại vì em thấy là anh có bây hiện giờ cũng vậy đó, anh đi đâu em thấy anh cũng hay có đôi lắm, có chị. Thì vâng. em thấy rất là hạnh phúc. Thì trong những cái lúc mà anh đi lính như vậy thì anh lập gia đình năm nào? Và yeah, những kỷ niệm nào mà ở trong cái đời lính của anh mà có những cái tình yêu? Phương Quý là anh lập gia đình năm 1971 sau khi từ mặt trận Hà Lào về. Yeah. Được thăng cấp đại úy cũng trên cái mặt trận Hà Lào thì về lập gia đình. Là anh thích đi đâu chơi nhất? Phố Bồ Sa gì đó, Lê Lợi, Bồ Sa. Vâng, thì ở Sài Gòn thì là cứ mỗi kỳ về phép thì thường thường là đi coi cine, rồi đi coi nghe nhạc, hoặc là đi ăn kem ở phố Lê Lợi. Dạ, rất là nhiều kỷ niệm anh ha. Vâng. Khi mà em mời trò chuyện với các anh á, thì em nhớ, thật là nhớ những gì ở Sài Gòn. Tại vì hình ảnh những người lính như các anh
làm cho em sống lại cái thời lúc mà chúng em còn nhỏ, còn trẻ đó. Yeah. Cái hồi mà các em gái hậu phương, cái hồi mà em còn đi vừa đi học rồi vừa đi hát, tiền đồn cho các anh chiến sĩ đó thì rồi những cái kỷ niệm ở Sài Gòn, ở đường đường Lê Lợi có cái tiệm cà phê Phương Lan, Lan Phương anh hả? À cái tiệm kem Lan Phương là cái tiệm đó tụi em hồi nhỏ cũng hay đi lắm. Và cũng hay gặp những cái chàng trai trẻ, những người lính trẻ đưa người yêu đến ăn kem. Dạ. Thì bây giờ em thì được ăn phá lấu và nước mía Diễn Đông. Ngay cái góc. Lê Lợi. Mì ăn phá lấu. Đi bò cô. Giờ gần Tết rồi ha, mình nhớ chợ Hoa Nguyễn Huệ ha. Và mình cũng không thể nào quên được cái Tết Mậu Thân. Mỗi lần Tết thì nếu mà nói Tết tới thì là mình nhớ chợ Hoa, nhớ đủ thứ, nhưng mà cũng nhớ tới cái Tết Mậu Thân và thân và những cái sự hy sinh của chiến sĩ cũng như của đồng bào vô tội chúng ta rất là nhiều, thưa quý vị. Và dạ thưa anh có nhắn gửi gì mà đến những người đồng đội anh hay là những cái tốp trẻ sau này không thưa anh? Nhân cái dịp mà được anh Hạnh Ngọc Đăng, được anh Hạnh cùng Phương Quế cũng như Trang Thanh Lan mời đến được tham dự có mặt trong chương trình hát địa phương này, thì Ngọc Đăng xin nhắn gửi lời chào đến tất cả các chiến hữu, các cấp lời chào trân trọng và kính chúc tất cả các quý vị là có một năm mới đầy an khang thịnh vượng. Riêng các lớp trẻ thì hãy nhớ rằng là dù mình ở bất cứ nơi đâu, phải nhớ rằng là mình sở dĩ cái ngày nay có được là có được các sự bảo vệ của ông cha, ông chú đã để cho mình được bình yên để sang bên nước này, để mà có một cái tương lai sáng lạng hơn. Thì hãy nhớ rằng là mình lúc nào cũng là người Việt Nam và ở đâu cũng là người Việt Nam. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng không quên cảm ơn nước Mỹ, phải không thưa anh? Vâng, nước Mỹ đã cưu mang chúng ta và trên các đồng bào trên thế giới biết là bao nhiêu. Phải nói là nước Mỹ quá là... Vâng, giàu lòng nhân đạo. Dạ, vâng. Nhân đạo. Sau đây là lời chia sẻ của anh Mai Quý Động Nhanh để hết pin gọi từ Chicago. Lúc nào anh cũng theo dõi chương trình của đài của hai cô Phương Quế và Trang Thanh Lan. Anh gửi lời chào đến mọi người. Và Low Battery thì bây giờ hồi nãy có liếc thấy là anh có yêu cầu cái bài hát gì đó. Dạ vâng, Nghĩa Sữa nữa nè. Đó, có hỏi thăm Nghĩa Sữa. Anh yêu cầu anh Đăng hát cái bài Lính Dù Lên Điểm. Nếu đại quý Đăng có thuộc bài này, xin đại quý Đăng hát bài này để tặng cho anh và gia đình. Dạ, xin lỗi anh gì? Dạ, anh Mai Quý. Anh Mai Quý, xin lỗi anh Mai Quý, Ngọc Đăng không có được chuẩn bị bài này. Không thuộc. Không, anh có thể hát mọi câu được không? Dạ, bài Đang này... Đăng thuộc không? Tính dù lên điểm, đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con người. Cái này có Mai Lê Quyền đây là chắc ăn nhất. Trang Tiên Lan em biết gì đó, em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm. Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con người. Anh là anh hùng đẹp trai. Anh biết rồi. Hôm nào đó thì mình sẽ mời lại chị Mai Lệ Huyền để hát những bài đó. Cái đó là không phải là cái loại của tụi mình, người ta không có thể nào mà nhớ được. Mình nhớ mọi câu, không nhớ nhiều được. Thành thử ra là thôi cái bài hát này chắc để khi nào chị Mai Lệ Huyền. Anh đang có thuộc cái bài nào hát về lính để song ca với tụi em hay không thưa anh? Thí dụ như anh về với em. Anh về với em được. Vậy thôi giờ chúng ta thay vì mình hát cái bài Em Cũng Xin Lỗi, tại hôm nay có anh Đăng là có khán giả yêu cầu là hát nhạc lính thì Trang Thanh Lan và Phùng Quế cũng sẽ hát nhạc lính với anh Đăng cũng theo tông tụi em nha. Gửi đến quý vị bài Anh Về Với Em, cũng như là chúng ba anh em chúng ta song ca để tặng các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang coi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng như khán giả thân mến của Trang Thanh Lan và Phùng Quế. Rồi. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xoay. Anh ơi chẳng còn sáng nên tìm yêu vẫn còn mang, anh ơi sương còn xuống nên tim đơn mong sưởi ấm, ta xa nhau lâu rồi ta mong
gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ nhung với hết tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chẳng hơn tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yêu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em rồi mang mang buồn thôi. Muốn em hiểu rằng đời lính chiến phong xưa mà một lần về thăm bạn vàn ngày gần nhau. Anh biết không, những chiều khi sương thu răng răng, em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Em nhớ xưa một lần làm ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền, nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi. Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, trăm năm bên lâu. Hai ba anh em chúng ta cũng ăn dơ quá. Cảm ơn Nghĩa Sữa tiếng đàn thánh thoát. Bây giờ mình còn lời chia sẻ nào nữa không? Hết rồi. Dạ vâng. Thì chắc là chương trình của chúng mình đến đây cũng không còn giờ bao nhiêu. Thì Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan, Đài Hồn Việt cảm ơn anh Ngọc Đăng đã đến đây ngày hôm nay với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, và anh đã cho khán giả cũng như là chúng em sống lại những kỷ niệm của ngày xưa và những cái trận đánh rất loại hùng của binh chủng nhảy dù. Một lần nữa rất là cảm ơn anh đã đến đây ngày hôm nay. Mời anh Đăng gửi lời chào. Vâng, trước khi kết thúc chương trình, một lần nữa Ngọc Đăng xin được chân thành cảm ơn Phương Hồng Quế, cảm ơn Trang Thanh Lan đã có lời mời Ngọc Đăng đến tham gia cái chương trình này, rất là vui, rất là hay. Và Ngọc Đăng cũng xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán thính giả, các quý niên trưởng, các quý chiến hữu. Lời chào trân trọng và kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Em chúng em chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng cảm ơn anh Đăng rất là nhiều bỏ thì giờ để lên đây mình chia sẻ những kỷ niệm vui cũng như buồn thời chinh chiến, rất là đúng ý nghĩa thưa anh. Chúng ta phải chia tay đây rồi thưa quý vị. Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Nghĩa Sữa, Cô Nhiên, Phạm Ngọc Đăng muốn chia tay mà không muốn bình rình. Đang bình rình. Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Nghĩa Sữa, anh Đăng hẹn quý vị tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em...